Xin chào bà con cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản Long An. Và hôm nay kênh Bất Động Sản Long An xin giới thiệu với cô chú anh chị một miếng đất vườn và tọa lạc tại ấp Hữu Lộc, xã Long Hữu Tây, huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Dạ, là mặt tiền đường bê tông 4,5 m, 5 m cô chú anh chị. Dạ, mặt tiền bê tông đường này 5 m. Dạ, cái miếng đất mình bên trái luôn cô chú anh chị. Đây, cặp cái nhà đây cô chú anh chị. Dạ, mặt tiền đường này luôn, cặp cái nhà. Thì bề ngang là 10, dài là 40 rồi cô chú anh chị. Là thì tức là chủ nhà cái nhà đây luôn cô chú anh chị. Dạ. Thì người ta cắt ra 10 m cái bên này, tức là hết cái nhà người ta sẽ cắt ra 10 m dài qua đây, dọc theo cái đường này. Dạ, tới sát với kênh này cô chú anh chị. Dạ. Là 10 m. Dạ, là dài là 40. Là 400 m vuông á cô chú anh chị. Dạ, 400 m vuông đất thổ vườn. Mặt tường đường bê tông 5 m. Dạ, giá là 1 tỷ. Dạ, cứ tính 100 triệu, là tính mét ngang á, là 1 mét ngang là 100 triệu của chú anh chị, thì 10 mét thì 1 tỷ, và hậu 40 của chú anh chị. Dạ, thì đất của mình là hướng nam của chú anh chị, thì từ vị trí này á, ra tới trung tâm hành chính của xã Long Hữu Tây là 1,5 km người của chú anh chị. Dạ, 1,5 km. Thì ngoài đó là các cái gì tiện ích mà trạm rồi trường học rồi chợ là đầy đủ cô chú anh chị. Còn đường chim bay thì trường cấp 2, cấp 3 là sau lưng nhà mình này cô chú anh chị. Sau lưng cái miếng đất này là này, nhìn thấy cái trường khoảng chừng 500 mét thôi, sau lưng này cô chú anh chị. Khu dân cư thì đông. Cô chú anh chị xem. Thì từ vị trí đất này mình về tới trung tâm huyện Cần Đước á, là 15 cây. Dạ, về tới quận 5 á, là 36 cây của chú anh chị. Dạ, giá là 1 tỷ. Dạ, 400 mét vuông đất thổ vườn giá 1 tỷ, ngang 10, dài 40. À, đường bê tông 5 m. Dạ, xe tải đường bê tông 5 m. Thì cái đầu đường, cái đầu ngoài đường này á, nãy em đi vô em thấy ngoài đầu đường mà giáp với huyện lộ 82 á, thì chỗ đó nó khoảng chừng 3 mét thôi cô chú anh chị. Thì thật ra nếu mà đi để lọt thì chỉ cái lọt được xe 7 chỗ thôi, xe tải đi không được. Ở trong nó mới bự, nó ở ngoài nó mất khoảng chừng 10 m, nó 10 m ở ngoài nè. Nó sát cái đường nhựa huyện 82 á, thì nó mất khoảng 10 m là nó bị tóp lại. Yeah. Thì ở trong thì lớn rồi, trong là 5 m của chú anh chị thấy, giống như cô chú anh chị thấy hiện nay thôi. Yeah. Đường thì cô chú anh chị nào quan tâm tới cái miếng đất vườn này thì vui lòng liên hệ số điện thoại trên màn hình. Yeah. Cảm ơn cô chú anh chị đã đón xem video. Xin cô chú anh chị cho một like và một cái lượt đăng ký kênh cũng như chia sẻ kênh. Dạ, cảm ơn cô chú anh chị đã xem video. Dạ, xin hẹn gặp lại cô chú anh chị ở những video sau. Dạ, xin chào.